Trong một vũ trụ bao la, bao tận, bao huyền bí, nhưng không hề bao bọc trái đất chúng ta, tinh cầu xanh chẳng khác gì là sân vườn để các anh alien muốn xuống là xuống. Xuống đẻ trứng. Xuống bắt cóc. Xuống đua xe. Xuống ở chui. Xuống tị nạn. Xuống chịch lan. Xuống làm con nuôi. Nhưng đặc biệt có một giống loài cao cấp xuống chỉ để tập thể thao thôi. The Predator. Đây vốn là nickname trái đất đặt cho những chiến binh của một chủng tộc hiếu chiến. Người Iwacha, Chacha, Yotra, Yotur, Yawucha, Yawur, Yagut. Tộc gì đọc tên phải cọc à? Alien. Một trong những dòng phim được người Mỹ yêu thích nhất về những thợ săn từ vũ trụ vốn vượt trội chúng ta về kích thước, thể chất, trí tuệ, vũ khí và công nghệ. Nhưng cứ đi săn loài người là bị giết ngựa. Năm 1987, vào rừng săn bắn, gặp kẻ hủy diệt. Chết. Năm 1990, đến Los Angeles loạn lạc, gặp anh da đen. Chết. Năm 2010, lôi con người lên hành tinh của mình để săn. Vẫn chết. Năm 2018, quay lại trái đất khi được triệu hồi bởi cậu bé Rory bị tự kỷ do thần đồng diễn xuất Jacob Tremblay đóng. Ăn chắc là cũng từ Chert cho tới Lurch. Bởi ta nói mấy thằng tự kỷ mà còn thiên tài đúng là mối quan ngại lớn của trái đất mà. Predator 2018 được viết và đạo diễn bởi Shane Black, vốn là người thủ vai nhân vật chết sớm nhất nhì trong phần phim đầu tiên. Khá cây cú, anh quyết định lần này tự mình nắm quyền sinh sát đám Predator. Hy vọng vị đạo diễn đã từng tạo nên thành công của Iron Man phần 3 này sẽ giúp các dòng phim Predator thoát khỏi những phi lý nổi tiếng như Predator chỉ tấn công những ai có súng. Biết vậy mà cả đám vẫn vác súng chạy tung tả tung tăng khắp rừng. Yeah, you keep it. Năm 1990, cảm thấy săn lính biệt kích đặc nhiệm trong rừng quá dễ nên mấy ảnh săn mấy chú cảnh sát và dân buôn ma túy ngờ ngợt ở Los Angeles, nơi mà ra đường thì mỗi công dân cầm một khẩu súng. Năm 2010, Predator bắt cóc những tên sát nhân giỏi nhất khắp trái đất lên hành tinh, mà chọn đúng những tên nói tiếng Anh như tiếng mẹ đẻ mới chịu bắt nha. Đó vậy, các sát nhân giỏi nhất này từ đầu đã được cảnh báo ngâm bùn khắp toàn thân để ẩn nấp khỏi Predator, nhưng không, chờ tim chết gần sạch sẽ rồi mới nhớ xài tới chiêu đó. Diễn viên chính của phần mới nhất là Ultimate Predator, vừa lại DNA lại vừa được nâng cấp những thứ rất bá đạo. Tàn hình không cần giáp, bẩn phát nổ luôn. Quật sắp mặt lờ, quật ngửa mặt lờ, chọt khe, chọt con hồ trên người có cái khe. Rồi xong, phim được gán mát R luôn, các bé chưa 18 ở nhà đi nha. Diễn viên phụ, nữ diễn nhân Psylocke trong X-Men, có ưu thế về ngoại hình. Tay sắt trong Logan, tác hại của quay tay. Enjobu trong Black Panther, vậy còn thất bại. Frank Castle trong Punisher, kẻ thích bạo hành tội phạm. Ủa, sao toàn bên Marvel qua không vậy nè? À, có mấy anh này khác nè. Thiếu gia xã hội đen từ John Wick, giết chó không để mặt chủ. Anh da đen tên là Đen từ Moonlight. Cameo đến từ trailer áo Transformers. Anh da hơi đen bị bán bảo hiểm trong bộ phim. Chạy ngay đi. Điều gì sẽ xảy ra nếu Predator không đi Mỹ mà đi Nhật? Thì ta sẽ có một màn đấu kiếm ảo diệu nhất lịch sử chứ sao? Anh hiệp sĩ mù tuyên bố áo tàng hình tuổi lộn